Dạ hello mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ngố Nguyễn nha. Hôm nay thì ngày 6 tháng 8 của 2024 em trở lại bên xe cổ miền Nam để cập nhật giá cho bà con anh chị mình theo dõi xe nha. Và đặc biệt trong hôm nay á là những cái mẫu xe mới về rất là nhiều, hầu như là thay đổi gần như là muốn gần hết tại bãi luôn rồi. Thì mời anh chị anh em mình trên kênh mọi miền Tổ quốc mình theo dõi video nha. Bây giờ em nói sơ về địa chỉ cũng như hướng đường đi cái rồi sau đó anh em mình vô trong gặp anh chủ liền. Video này cũng vậy, cũng giới thiệu lại hết để bà con mình yên tâm mà có địa chỉ hẳn hoi cũng như biết cái hướng đường đi nha. Địa chỉ thì 91-1 đường Mỹ Phước Tân Vạn, An Phú, Thuận An, Bình Dương. Mình nói về cái hướng đường đi trước đi để cho anh em mình dễ nhận dạng nha. Bên trái cửa hàng mình đi đó là bên kia đường á chị, xuôi chiều là bên kia đường á thì đó tầm vài chục mét, không tới 100 mét nữa, đó là dòng xe An Phú cũng như là ngã 6 An Phú. Còn hướng bên phải cửa hàng là hướng này á, mình đi về hướng của khu vực Đồng Nai cũng như là đi về ở đâu nữa ta, Đồng Nai nè, ra cầu Đồng Nai nè, đi Vũng Tàu hay ra Thành phố Hồ Chí Minh đó là hướng đó đều được hết. Còn giờ vô trong gặp anh chủ vẫn như quen thuộc mọi khi thôi, nhưng mà xe cộ thì nó lại khác mọi người ha. Em chào anh. Chào em nhé. Dạ chào anh. Dạ. Chào anh em nhé. Hôm nay bên mình cũng giới thiệu với anh em là bên mình còn tổng bãi là nhìn lông lông vậy thôi, nhưng thực tế là còn có 7 chiếc thôi. Dạ. 7 chiếc thì hôm nay là mình giới thiệu cho anh em là những cái dòng xe cỏ thì nó mua bán cho anh em. Nói chung là một thời gian vừa qua thì cũng có một số anh em phản hồi rất là tốt. Nhưng dạ. Là những con xe như này qua thế thôi. Mình bán con xe chỉ Park biển 51 màu đỏ, anh em đăng ký trong đó thì là mình bán về cho anh em chạy trực tiếp từ đây về Gia Lai luôn nhé. Bác nào mà hôm qua mua chiếc chỉ Park biển 51 chạy về Gia Lai thì nếu mà có xem video thì cho em một phản hồi nhé. Nhưng tất cả các con xe mình bán ra không cứ là 40-50 triệu hay là đến tiền 100 triệu thì những cái con xe đó mình có bảo hành cho máy cho anh em 3 tháng. Cái thứ hai là mình hỗ trợ khi gặp vấn đề trục trặc kỹ thuật, nếu như mà máy nổ được thì anh em lên tới bãi, còn nếu như máy không nổ được thì là anh em gửi vị trí cho mình cho nhân viên sẽ anh em thợ tới tận nơi sửa chữa cho anh em. Cái thứ ba là mình hỗ trợ cho anh em trả góp, trả trước 70% giá trị xe, 30% anh em trả dần cho mình 3 tháng. Cái quyền thứ tư là bao quay đầu bao đổi trả. Cái quyền thứ năm là khi anh em nhận xe ngày hôm nay anh em đi 5 bước ở tháng, 1 tháng sau cũng được, anh em cần chỉnh sửa ABC gì đó anh em ghi vào một clip đó cho đến ngày hôm đó mang đây cho mình cho thợ sửa chữa cho anh em lần đầu miễn phí nhé. Nhưng mà anh em đến với xe cỏ Việt Nam anh em tin tưởng một điều rằng là không bùa không lừa, bao anh em chạy giá nào nói chung là mình cũng bảo hành cho anh em hết. Không có nhất thiết là ở tiền tươi tiền thẳng hoặc là tiền góp hay là đời cao đời thấp, nhưng mà tất cả mình chú ý nhất cho anh em không bị nằm đường, thứ nhất là máy, số, thắng, lái và điện. Nói cái hệ thống đó là mình luôn luôn kiểm tra, nói chung là hầu như là tuyệt đối 80%. Còn đôi khi nó xảy ra những vấn đề mà bị buji cảm biến cầu trì thì anh em cũng thông cảm. Nói chung là thực sự ra là cái đó là cái đồ điện tử mà, nay nó sống mà mai nó hư thì nó là chuyện bình thường thôi. Anh em cũng đừng có mà bây giờ bán cái xe mà lúc mà lỡ chết buji mà máy nó khi anh giao cho anh em ngon lành, nhưng mai về mà nó bị giật buji, chán chết buji thì anh em cũng bình tĩnh. Nói chung là cứ alo cho mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Bây giờ mình sẽ tìm cách khắc phục tốt nhất. Anh em đừng có vội vàng mà đưa gara rồi là thực sự ra là cái buji đắt nhất khoảng 105 ngàn thôi, là buji xịn luôn nha anh em. Nói còn bây em đã đưa ra là nó vẽ cái nọ vẽ cái kia, nó thực sự là nó chi phí nó quá cao, mà xe cỏ mà bây giờ mà sửa cần một vài trăm thì không nói làm gì, nhưng mà lên vài ba triệu thì thực ra là không đáng, mà lỗi thôi thì một buji thôi. Anh em thiện chí thì cứ kết bạn Zalo số mình hoặc là alo trực tiếp là số điện thoại là 0929 584 584, đăng ký kênh Ngô Nguyễn, đăng ký kênh xe cỏ miền Nam thì là anh em sẽ được tham khảo được những cái dòng xe mà cập nhật mới nhất tại bãi đó. Là hôm nay thì anh em thì có 1-2 con quay đầu, tức là bên mình có quay đầu và một số con mới về. Thì có cái con Nissan mới về ngày hôm qua thì mình quay trên cái video của xe cỏ miền Nam ấy, thì trong vòng được có 10-15 phút anh em chốt từ xa luôn. Hôm nay thì chủ yếu là Matiz, Morning và Spark với cả con Genta công vụ. Rồi ok anh. Rồi giờ anh em mình sẽ quay chi tiết luôn nha. Dạ rồi. Chào cái con rẻ nhất cho anh em đây. Đâu con nào đó anh, con Matiz ha. Dạ. Cái biển số này là trước là mình bán cho người anh em về Bình Thuận. Bình Thuận thì xong khi đó là cái con chỉ Park biển 16 mình quay đầu. Quay đầu về thì anh em thấy con nó đẹp hơn, anh em lại ghé lại đổi. Anh em đổi lại. Anh em chạy trực tiếp bên đây để quay lại quay đầu trao đổi đó. Rồi trao đổi chứ không phải là đó, anh em mới đi được có mấy ngày thôi, nhưng mà cái vấn đề mà phí thiết thì là vẫn còn nguyên bản đó thì mình không có lấy phí của anh em. Bây giờ ví dụ cái con này đợt trước là mình bán là cho anh em là bao nhiêu đó, xong về anh em cũng có đi nó xảy ra một vài cái lỗi nhỏ thì mình cũng đã khắc phục và sửa chữa lại. Bây giờ mình đã lại bạn đang bán tiếp cho anh em nhé. Cái này thì mới về ngày hôm qua. Ngày hôm qua là mình bán cái con đó cho anh em về bên Bình Thuận rồi. Bình Thuận. Bây giờ là cái này mình bán cho anh em. Đây là giới thiệu anh em, đây là Matiz sản xuất năm 2003 nhé. Kiểm của tháng 6 2025.
Nói chung là sơn xi cũng còn khá ổn định. Đăng kiểm còn rất dài luôn nha anh chị các bạn nha. Cái này thì nó thực sự ra là có cái dàn vỏ chân hơi mòn nhanh nha. Dạ. Đó. Đây, quay về cái nội thất vô lăng rồi cho anh chị anh em trên kênh được theo dõi hết luôn. Đây, mời tất cả mọi người mình theo dõi sơ qua nha. Anh chị nào mà cần mình kỹ rõ một cái chi tiết nào nữa thì nhớ comment vào bên dưới để lần sau em có thể là hỗ trợ anh em mình quay cho rõ hơn. Quà này mình muốn gấp rút nóng nhất có thể, mình gọi về cho cửa hàng bằng các số điện thoại em có để bên góc trái màn hình đó anh chị, để cho anh chủ có thể tư vấn anh chị mình rõ nha. Tắp lô tắp ly nè, xe thì vô full màn hình rồi, cam hành trình đồ là em thấy cũng đầy đủ hết. Ghế thì ghế đỏ đen ha, ghế da màu đỏ đen, và trần là trần 5D luôn rồi nè. Đó, cái con này thì nó lên full đồ rồi nha em. Dạ. Ghế da rất đẹp, tắp lô tắp ly rất đẹp. Dạ. Cam xe cam hành trình gấp cửa từ xa, nói chung là đầy đủ luôn. Sàn 5D, nói chung là máy số ngon, điều hòa test. Đây chị bạn, tắp lô đi đẹp lắm em. Sàn 5D luôn anh ha. Sàn 5D luôn. Dạ đó. Trần đã bọc rồi. Ok luôn. Rồi bây giờ giá mình để ra cho khách hàng cái chiếc xe này là bao nhiêu đây anh? Cái này là mình mới bán ra xong mình quay đầu lại cho anh em rồi về mình cũng có sửa chữa thêm một chút xíu, thì là cái này mình bán cho anh em 42 triệu. 42 triệu đồng thôi. 42 triệu. Rồi anh em là cứ mua về sự việc chạy thôi, đèn ngang ngố cái thứ là xe này còn đúng ok. Rồi. Vô đèn đẹp bảo luôn. Hành bảo họ nó kia là cho anh em đầy đủ. Này là full hết trơn rồi không anh? Đúng rồi, cái này là full đồ rồi. Cam rồi màn hình rồi các kiểu đồ là đầy đủ hết trơn rồi. Đúng rồi, con này là cam xe, cam hành trình, màn hình 9 inch anh em. Dạ. Anh em chỉ mua cái sim anh em bỏ vào là anh em xài như cái điện thoại thông minh luôn. Dạ. YouTube rồi Việt Map chống báo tốc độ phạt nguội con này là có đủ. Cái màn hình nó cũng giống như cái điện thoại thông minh của mình vậy đó. Nó đầy đủ chức năng như vậy đó mọi người ha. Đúng rồi. Thì nếu mà với cái giá 42 triệu này nhờ anh có thể tính giúp em mà trả trước 70% theo ý cửa hàng mình là cỡ khách trả nhiều được là. Nói chung là anh em cho anh em thiếu khoảng là số tiền nó từ 10 tới 15 triệu cho dễ. Dạ. Đó thì nó vào cái phạm vi đó cho dễ tính tiền. Dạ. Mỗi tháng anh em trả 5 7 triệu gì đó cho nó nhanh. Rồi ok anh nha. Khách hàng nào quan tâm nhớ alo cửa hàng nha anh chị. Nếu bây giờ nợ 10 triệu thì mỗi tháng em chỉ phải trả 3 4 triệu thôi. Dạ. Nợ 15 triệu thì mỗi anh em tháng trả 5 triệu. Đúng rồi. Và trong vòng bây giờ có 3 tháng đây nhá. Dạ. Và đây giới thiệu cho anh em, đây là chiếc Kia Morning sản xuất năm 2011 nhá. Xe này thì hôm qua là mình mới thay đồ thế đạt cái thứ là cũng khá nhiều rồi. Dạ. Chỗ ngon lành cành đào hết rồi. Bơm xăng bơm thủng cái thứ là mình cũng đã làm rồi. Để em quay cho anh chị coi về tắp tắp ly tắp lô rồi hết ha, thì tắp ly cửa sau rồi cho anh em coi. Ghế thì là ghế nâu đen ha, ghế là ghế da luôn rồi. Và trần đây cũng là trần 5D luôn nè mọi người ha. Trần 5D hết luôn rồi nè. Rồi. Tắp lô tắp ly đẹp lắm. Nhưng mà dàn cái dòng Kia Morning thì đồng sơn máy móc nó ok. Sở hữu của em nó là 4 bơm đúc. Đúng rồi. Bỏ hai vỏ sau thì nó còn khoảng 90%. Hay sao hai vỏ trước thì hơi kém hơn chút nha. Dạ. Rồi. Cửa quay đóng phần nhẹ nhàng lên là ok nha anh chị ha. Xe này mình cũng chưa dọn nha anh em. Tất cả những con xe hiện tại đang ở bãi đây là mình chỉ có một con xe công vụ của mình là mình đã dọn thôi, chứ còn tất cả những con xe này mình chưa dọn. Đó là bởi vì lý do là mình vừa rồi có một số anh em nó cọc và một số anh em nó mua thì mình đã tập trung dọn những con xe đó trước. Mà thực tế ra trên bãi của mình để mà dọn xe mà sẵn bán thì ít lắm. Nói chung là khi xe mình đăng lên cái là anh em đã chốt liền rồi. Anh em tí đã đăng ký kênh của bên Xe Cỏ Miền Nam hoặc là Ngô Nguyễn, anh em theo dõi rất thời gian lâu ấy, thì anh em sẽ là hiểu được cái vấn đề làm ăn bên Xe Cỏ Miền Nam nhé. Cho mình giới thiệu với anh em luôn, có một con xe cũng đang chờ mình là con xe đó biển Matiz biển 29. Mình bán ngày trước là mình bán cái đây cũng khoảng gần một năm rồi. Mình bán về dưới Vĩnh Long đó, cho là thời gian vừa rồi là nó có bị không biết là hư đèn hư gì đó mà xuống nữa thợ từ đó là đấu phát là chập đi nguyên dàn điện luôn. Đó, bây giờ là mình tối ngày nay là mình cho thợ ở trên mình xuống sửa chữa cho anh các ông chú ở dưới đó nhé. Nói chung là tất cả những cái gì mình nói được là mình sẽ làm được, tin tưởng anh em cọc từ xa luôn. Ok. Comodin này mình đánh giá bao nhiêu vậy anh? Cái này là 125 triệu bao rút. Đấy, 125. Không rút thì là mình sẽ hỗ trợ cho anh em giảm lại cho anh em 5 triệu nhé. Đăng kiểm 2024. Để em quay về cái phần mặt trước mà ca lăng đâu cho anh em mình coi hết luôn đầy đủ nha. Biển số 18 của Nam Định. Giá anh báo là bao rút hồ sơ được không anh? Đúng rồi, giá đó giá bao rút hồ sơ cho anh em. Hình như là mình cũng có cam rồi, màn hình đầy đủ hết hả? Đúng rồi, cái này có cam nhưng mà cái màn hình là màn hình ấy của nó thôi chứ không phải màn hình zin, chứ không phải màn hình lên nhé. Dạ, rồi ok nha anh chị các bạn ha. Tổng quan của chiếc Morning này như vậy đó. Rồi, đời cao là 211. Rồi, mình tới chiếc nào nữa anh? Chiếc này thì là mình bán lâu rồi nhá. Chiếc này là mình bán lâu cho người anh em về vẫn chiếc này Matiz 205 nên là nhưng mà vẫn kiếm được tiền. Yeah. Và anh em đó là chạy bên Ráp. Ráp thì là anh em đi ráp máy. Nhưng mà có anh em giữ được một số khách ngoài cho nên là giờ anh em vẫn được cày cái con này, vẫn kiếm tiền ra tiền nuôi cho anh người anh em đó nhá. Yeah. Thì ngày hôm nay là người này là quay lên là để bảo hành và giữ con kia thôi. Chứ còn con này là không bán.
Ok ra bán. Rồi cho qua đây nha. Là chiếc Lacetti sản xuất năm 2007 nha anh em. Mở số Bình Thuận nha. Đúng rồi, chiếc này là mình cũng mới quay đầu. Biển 86. Đèn nói chung là bên này đèn sáng này, bên kia là do người anh em cũng về nghịch, bắt đầu là đấu câu cái thứ là bị hư cái đèn đó thì mình sẽ thay cho anh em nhé. Bên sáng bên mờ, bên kia thì mình sẽ thay cái đèn đó đi. Sơn xi là mới bao đẹp. Sở hữu của em nói là 4 mâm đúc. Đúng rồi. 4 mâm đúc rồi là đầy đủ hết nha mọi người ha, để em bật sáng hơn xíu nữa cho anh em coi. Sơn xi thì bao anh em đẹp nhé. Nói chung là con này là mình có bảo hành rất đầy đủ cho anh em. Lazetti là cái form của phân khúc hạng C nên là nhìn nó cũng hầm hố, nó cũng bự, nó to đẹp lắm anh chị. Nói chung là anh em đi cái con này thì nó cực kỳ đầm chắc luôn nhé. Dạ. Đó, con này thì nó có lốp cửa, lốp kiếc đầy đủ rồi. Ok. Màn hình có hết rồi. Màn hình cam re, cam hành trình là màn hình cam re thôi chứ không có cam hành trình nha anh em. Dạ. Nếu mà đi. Khách hàng muốn cam hành trình này đó thì mình cứ liên hệ về cho cửa hàng ha. Đó, anh chị mình coi sơ qua nha. Bộ lăng được các kiểu nè. Đây. Đây có màn hình luôn rồi nè. Nói chung là cái dàn nội thất của nó cũng còn khá ok. Đẹp nha. Đó, ghế da được các kiểu. Anh chị anh em coi sơ qua. Trần là trần nỉ bọc ni lông nha anh chị. Vẫn còn zin đó. Đó, đây. Ghế đâu nè. Sạch sẽ ok ha. Đó, cái này là ghế chỉnh bằng cơ nha anh em. Dạ. Tới chỉnh lui, chỉnh cao thấp là bằng cơ hết nha. Bốn kính chỉnh điện. Dạ. Cửa đóng thì nhẹ nhàng. Đây, phía sau đây. Ở xe này mình cũng mới thu lại thì mình chưa có dọn dẹp gì nha anh em. Khi anh em chốt rồi xong là mình sẽ tập trung, mình sẽ dọn cho anh em khoảng 1-2 ngày. Máy móc mình đã cho anh em kiểm tra, bây giờ chủ yếu là vệ sinh, tẩy rửa nội thất. Dạ. Hàng xe nó được cái mọi người nhìn cái khoang sau rộng ghê không? Rất là rộng, ngồi rất là thoải mái ha. Ba người ngồi sau là thoải mái cực kỳ luôn, không có bàn gãy gì nữa hết. Rồi. Ok. Đây anh chị. Rồi, giá bây giờ mình ra đi cho em này là bao nhiêu đây anh? Là 79 triệu, bán thẳng nha anh em. Dạ. Giá này là giá bán thẳng luôn, không đây, có trời, cốp rộng này. Lacetti giá 79 triệu đồng thôi. Rồi 207. Đó, cốp mâm rộng. Vỏ đầy đủ luôn nha anh em. Đó, vỏ sơ cua, lớp sơ cua đều là bánh mâm luôn ha, giống như xe luôn. Mâm đúc hết luôn, nó chưa không có dấu hiệu gì mục mọt cái đấy gì nha anh em. Rộng cực kỳ luôn. Rồi, ok anh. 79 triệu đồng. 79. Vẫn bảo hành 3 tháng đều đầy đủ đúng không anh? Đúng rồi, bảo hành hỗ trợ cho anh em. Nói chung là cái xe mình bán ra bảo hành hỗ trợ cho anh em là đúng như là cam kết mình nói. Dạ. Yeah. Bảo hành là 3 tháng, rồi khách hàng có nhu cầu mà tài chính mình chưa với tới á thì cửa hàng cũng hỗ trợ cho anh em mình là trả trước 70% góp qua tại cửa hàng luôn. Là ok rồi. Sau này mình kiểm của em nói là tháng 8 2024 nha anh em. Ok anh. Đây tháng 8 nha mọi người. Đăng kiểm này thì bây giờ nếu mà lấy thì có thể đăng kiểm mới. Đúng rồi, tháng 8 2024 anh em chốt thì đều là kiểm mới. Dạ. Vẫn tặng kiểm mới cho anh em luôn. Dạ rồi. Dạ. Đó, ok. Mình tặng 79 triệu mình tặng kiểm mới cho anh em. Dạ. Rồi, mình qua con bên đây luôn đi. Con này thì đây mình giới thiệu anh em, đây là con này là mình mới về, mình đăng trên cái kênh của Xe Cỏ Miền Nam. Thì được khoảng 10 15 phút là anh em nổ cọc từ xa luôn rồi. Con này là mình không có dám bán nữa. Dạ. Con này thì đang rút hồ sơ và giấy tờ về bên tên bên mình luôn nha. Dạ. Con này biển 61 là nhưng mà con này mình bán rồi. Rồi, ok anh. Rồi bán rồi vậy anh em mình cho qua nha mọi người ha. Đây mình giới thiệu anh em, đây là chiếc Spark sản xuất năm 2009 nha anh em. Cái chiếc này là ngày trước là mình của mình bán ra. À. Và bây giờ là vừa rồi mình quay đầu lại là anh em đổi cái con Gentra biển biển bao nhiêu mình 38 37 gì đó, màu trắng. Đó là mình quay đầu lại nha. Con này mình cũng đang cho anh em kiểm tra về hệ thống sửa chữa lại nha. Dạ. Yeah. Đó, hai hàng ghế da đẹp, sàn 5D lên full màn hình rồi. Tham gia cam hành trình hỗ trợ tốc độ phạt nguội đầy đủ. Ghế bọc rồi này anh em nha. Trần đã bọc luôn rồi anh em. Dạ. Yeah. Trần là trần 5D luôn nha, sạch sẽ. Nói chung là xe này cực đẹp luôn nha anh em. Đây. Sàn vẫn là sàn 5D luôn nha. Rồi, để quay từ phía sau cái đi, lên trên quay cho anh em coi nha. Cái khoang lái nè. Cam re, cam hành trình có hết luôn ha anh? Đúng rồi, cái này mà lốp cửa, màn hình cam re hành trình có đầy đủ luôn. Rồi, đem lên sàn trước 5D luôn. Đây, quay cho anh em coi. Tablo cực kỳ đẹp luôn cho anh em. Màn hình to, bảng đẹp khỏi bàn rồi. Máy số bảo hành cho anh em đầy đủ. Dạ. Yeah. Đó, mình đèn đóng cái thứ mình đang cho anh em kiểm tra lại. Nói chung là khi mình bán ra xong có về đến tay mình ấy, là mình phải kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chứ mình không phải là mình lùa qua xong mình bán cho anh em đâu nhá. Yeah. Rồi cái đóng rất là nhẹ nhàng, xe này liền lạc. Được cái là bốn cái bánh mâm đúc luôn anh chị nha. Đây, bốn cái bánh mâm đúc nhìn cũng rất là đẹp. Và bốn vỏ còn khá dày nha anh em. Bốn vỏ còn khá đẹp. Đèn đúc anh gửi lên kiểm tra anh làm lại hết này này ha. Đó, toàn bộ hệ thống đó là anh em là thích cái biển 47 này thì anh em có thể liên hệ với mình nha. Dạ. Kiểm là tới tháng 12 2024 nha anh chị.
kiểm tới tháng 12 lận. Sơn xi con này rất chi là đẹp nha anh em. Con này bây giờ anh để ra với mức giá là bao nhiêu đây? Con này là mình để cho anh em là 79 triệu nha. À 75 triệu. 75 triệu. Xin lỗi lộn. Dạ. 75 triệu là mình bao vẫn bảo hành cho anh em đầy đủ nha. Dạ rồi. Ok, 75 triệu là 75. Em sở hữu của em này rồi. 209. Dạ. Giờ mình quay tổng quan cho anh em coi lại lần nữa nha. Được cái bốn cái bánh mâm rút nhìn cũng đẹp lắm. Được phay lại đẹp hết trơn nè. Sơn xi là bao đẹp anh em. Dạ đúng rồi. Bóng bảy ok hết. Anh em đẹp. Bảo hành vẫn 3 tháng, hỗ trợ trả góp trước 70%. Đó, cái giờ là mâm đẹp lắm. Đó. Mâm sáng quắc. Mâm được phay lại rồi anh em, đây đẹp lắm. Sơn xi là đẹp, đèn hậu cũng mới. Dạ. Đây. Rồi, khỏi bàn ha. Rồi, mình tới coi đây. Đây là mình giới thiệu anh em, đây là chiếc cũng là Spark sản xuất năm 2009 nhá. Cái này là xe cũng đang dọn, cũng là mâm đúc. Bốn vỏ của em nó cũng còn khá cao, 80%, 85%. Đây. Đó, để quay tổng quan hết cho anh chị coi ha. Quả lớp nè. Mâm vậy là mâm đúc. Cái này mình sẽ em quay giúp anh cái đèn này nha. Mình sẽ thay cho anh em cái đèn mới, đèn này nó vàng rồi. Dạ. Đó. Ồ. Sơn xi mới chứ không phải cũ đâu nha anh em, sơn xi mới cho nên là mình để ra ngoài nắng ngoài mưa thì là nó bụi bụi vậy đó. Mình sẽ đánh bóng đánh bát lại cho em nó. Dạ. Và đèn này mình sẽ thay cho anh em mới nha. Dạ rồi. Đó. Ok. Được cái bốn cái bánh mâm đúc nhìn cũng đẹp anh em. Rồi, ok mọi người ha. Quay bên trong nội thất cho anh em coi luôn. Dòng Spark là 4 kính chỉnh điện nha anh em. Dạ, đây. Vô lăng đồ bên trong cho anh em coi. Bơm xăng, bơm trước mình vừa thay bơm mới luôn rồi. Yeah. Đây là trần lý zin ha. Đúng rồi, cái này trần lý zin. Trần lý zin. Đó, anh chị các bạn thấy. Màn hình zin. Bây giờ con này là nếu như anh em có nhu cầu, nếu mà mình cũng có lên full đồ cho anh em thì cũng là 75 triệu. Dạ. Còn nếu như mà anh em mà để như vậy đi thì mình bán cho anh em là 69 triệu. Rồi, bây giờ nếu là full đồ thì 75. Còn để nguyên bản giống này 69, anh chỉ dọn dẹp sạch sẽ đẹp là thôi. Đúng rồi. Còn nếu mà lên đồ nữa là 75 nha bà con nha. Rồi, nè đang xử lý, đang làm bơm xăng được các kiểu lên nè. Nên là ghế bỗng chưa quấy lại nha anh chị các bạn. Đó, trần rồi thì mọi người thấy này rồi ha. Rồi. Đó, bán nhanh cho anh em có cái xe mà mua về đi gia đình che nắng che mưa cho vợ con. Dạ, đó, cái này kiểm của nó thì rất là dài, tháng 6 2025 lận. Cho nên là đèn đóng một thứ trước sau thì đèn, sau còn ok, đằng trước thì mình sẽ thay cho em nó nhá. Đèn 19 Phú Thọ. Thì cái này là nếu mà chốt như vậy là 69 triệu, nếu còn lấy lên full đồ cho anh em thì là 75 triệu nha. Dạ rồi, ok anh. Và chiếc tiếp theo đây là chiếc Matiz nhập nha anh em. Matiz nhập 205, đây là form dáng của Spark. Nhưng mà chiếc này nó là đặc biệt hơn nữa. Nó là số tự động và là xe van. Dạ. Cái này nó có hai chỗ thôi nha anh em. Sơn xi là sơn xi mới luôn. Này, em biển 4 số 1 chủ từ đầu. Rồi, đây. Mà tiết nhập anh chị, mà tiết nhập thì nó sẽ cái form giống Spark và giá cũng sẽ nhỉnh hơn nha. Biển số và con này mình cũng sẽ thay đèn cho em nó nha anh em. Dạ. Đó, mình sẽ thay đèn mới cho em nó luôn. Đó, cái này thì mình cũng để cho anh em là giá là 79 triệu. 79 triệu đồng. À. Rồi, ok anh. Quay bên trong nội thất cho anh chị coi luôn nha. Đó, số tự động nha anh em. Nó tablo, tablo cái này cực đẹp. Đẹp. Quá đẹp luôn, khỏi chê luôn. Đó, anh chị coi nè. 79 triệu anh em sở hữu em này rồi, anh em về mà đi chở hàng chở họ gia đình những thứ là bao anh em ok. Xe này mình cũng chưa dọn cho anh em, xe mới okay về. Số tự động luôn không anh? Đúng rồi, số tự động. Bao máy số cho anh em. Dạ. Rồi, ok. Số tự động mọi người nha. Mà con này được chủ cũ nó lên cho em, nó là hàng ghế sau nữa nhá. Về anh em thích thì em dựng, về không thích thì em cất nó đi. Dạ. Rồi. Mà tablo xe rất là đẹp luôn, ghế không rách dưới gì, thấy đẹp. Rồi, đây là siêu van thì đúng là chỉ hai chỗ thôi. Phan sau được chở hàng mọi người ha. Là nhưng xe nhập số tự động đó là 79 triệu. Mà chủ cũng có lên ghế rồi đó. Là đôi khi mình cần chở người thì mình cứ dựng lên. Nó nói tháng 1 2025 nha anh em. Dạ. Rồi, ok. Tổng quan là sơn xi là rất đẹp anh chị bạn nha. Sơn mới luôn đó. Dạ. Anh chị em nào quan tâm thì cứ nhấc máy lên, mình gọi bằng cái số điện thoại em có để bên góc trái màn hình để chủ có thể tư vấn hỗ trợ anh em mình rõ ràng nhất có thể luôn. Rồi. Tới chiếc nào nữa anh? À, còn một chiếc cuối cùng là chiếc công vụ thôi. Dạ, đây. Và bà con chị mình ra phía ngoài đây nha. Ở đây mình cũng giới thiệu với anh em, đây là trước mình mấy hôm trước ấy là mình có đi về miền Tây. Đi từ mấy ngày mà mình đi khoảng hơn 1000 km, mình thấy cái chất lượng của em nó ok. Thế nên là mình cũng đã dọn. Nói chung là tổng hôm rồi là 21.730.000 là mình dọn full hết tất cả rồi. Chứ là từ đèn cầu rồi là đèn led rồi là sàn 360. Ghế da mới, màn hình dán phím cách nhiệt, nói chung là dọn đồ. Mà hôm qua là két nước, cái nước là mình thay mới hết rồi nhá. Dạ. Là full đẹp hết rồi. Đó, bây giờ là ốp gương này,
ốp chân kính này hôm qua mình ốp rồi, tay cầm mở rồi mình cũng ốp hết rồi. Dạ. Đây. Tắp ly cho anh em coi ha. Tắp ly còn nguyên bản. Bốn kính điện hết anh ha. Đúng rồi, bốn kính chỉnh điện. Đây. Đó, anh chị mình coi nha. Rồi, cũng là màn hình, rồi cam. Nói chung mọi thứ là ok hết rồi. Đây, trần da hả anh? Rồi, trần da zin đó. Dạ, trần da riêng. Nó ghế da mới, wow. Sàn 360. Ghế da tuyệt vời. Rồi, thì cổ đây quá im luôn. Thì cổ là có đầy đủ. Quá im nha. Xe mình đang đi công vụ mà. Dạ. Rồi, bọc cần số, cần tay thắng là mình làm mới hết. Dạ. Cái này khỏi đoan rồi, xe công vụ mà. Vậy, mình có chia sẻ là khách hàng không anh? À, nếu mà khách anh em chốt mà được ấy, thì là giá cũng hơi tê răng một chút xíu nha anh em. Bởi vì là nó mắc về vấn đề là mình lên đồ. Chứ thực tế ra trước cái này mình bán có 119 triệu thôi. Nhưng bây giờ nếu mà anh em lấy ấy, thì là mình cũng để cho anh em khoảng là 142 triệu. Đó là để cho anh em cái đó nha. Rồi, tay lên đồ nhiều, máy móc ngon. Ông chủ cũng đã làm lại mọi thứ cho em nó tốt nhất có thể rồi đó. Mình đã đi thì anh em yên tâm. Nói chung là tất cả những con xe mà mình đã chọn từ xưa đến giờ công vụ không bao giờ mình chọn lầm. Bởi vì tất cả những cái xe mình đã qua tay mình rồi mà. Thì là mình anh em tin tưởng rằng là bao anh em chạy. Dạ. Đây, quay bên đây luôn cho anh chị em coi nha. Nó lên mâm đúc, mâm điếc rồi vỏ, mâm điếc thứ là còn rất chi là đẹp. Rồi, nó sàn 360 khác với sàn 5D nha anh em. Dạ. Mấy cái này khỏi chê anh chị ha. Sạch sẽ quá trời, ngon lành rồi. Ghế thì ghế nâu đen ha. Rồi, ok anh. Lên trên cái nữa đi anh chị bạn, cho nó rõ ràng hết luôn. Máy số này kia cũng bảo hành là bảo 3 anh. Tháng hết phải không anh? Đúng rồi, cái này là máy số bảo hành. Chung là mấy cái xe kia nhỏ mà còn bảo hành mà. Để xe công vụ cửa hàng thì khỏi cơ hội bàn cãi. Đó, củ số rồi các kiểu là cũng đẹp hết cho anh em luôn nè. Cái này là chút nữa anh cho đi là làm lại cái lốc cửa mới. Dạ. Thay luôn bộ lốc cửa mới, cái lốc cửa kia nó đang bị hư con được con không. Dạ. Làm mới lại hết. Cho anh em nếu mà có chốt được ấy, thì là chỉ có mua về đổ xăng thôi chứ. Dưới ra là tất cả những đồ chơi và những cái đồ mà quan trọng nhất mình đã làm rồi. Ốp điếc các thứ là mình đã làm full cho anh em hết rồi. Nói chung là đèn thì đèn đi cầu ở bên dưới, đèn led lại bên trên. Nói chung là biển này là cái này là rút, anh em muốn rút là rút thoải mái. Dạ. Nói chung là chỉ có do xe cửa hàng nên là máy móc nó ngon, mọi thứ nó ok. Nên anh chủ anh đầu tư một chút là anh làm full option hết rồi. Kiểm tra là cũng ngon lành hết rồi. Giờ con này là em nghĩ là nếu mà khách hàng mà chỉ lăn tăn tí xíu là chỉ về giá chút đỉnh thôi. Đúng thì rồi. Cái vấn đề này á, thì mọi người có thể là cân nhắc. Chốt trong 42 triệu thì có khả năng là mình bao rút cho anh em. Dạ. Đó là okay. Mình bao rút cho anh em là được thậm chí thì là nói chung là cái đồ chơi mình vào ấy, thì mình nói thẳng câu là mình cũng có chấp nhận lỗ chút xíu không vấn đề gì. Dạ. Nói chung giá trước nếu biết con này là 119 triệu anh em lục lại cái video của xe cỏ miền Nam ấy. Là anh em thấy cái con này là 119 triệu nhưng bây giờ mình lên 21 triệu mấy trăm đó thì cũng nói chung là mình sẽ giảm tiền cái đồ chơi xuống để cho anh em có một cái con xe tốt thể chất mà đèn bi cầu của nó là không phải là bi cầu thường nha anh em. Là bi cầu này bi led đó là hai cái mình làm hết 9.1 lận. Cả sàn mấy cả màn hình cái này là có Việt Map led nha anh em. Là nghĩa là được đăng ký miễn phí 2 năm. Anh em chạy đâu là báo anh em chính xác từng mét một. Việt Map Live đúng không anh? Dạ. Đúng rồi. Ok anh chị nha. Là anh em mua chốt được con này thì là 142 triệu mình bao rút cho anh em. Còn anh em mà không muốn rút thì mình giảm cho anh em 5 triệu. Dạ. Thì hiện tại là mình bán mình hết xe. Giới thiệu anh em đầu là mình còn có 6 7 chiếc thì là hôm nay là anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì đăng ký kênh của Hồ Nguyễn hoặc là kênh của Xe Cỏ Miền Nam. Còn anh em là đã đăng ký kênh rồi những con xe mà mình đăng lên anh em hợp chân hợp nhãn thì anh em có thể là chốt cọc để mình giữ xe là mình dọn xe cho anh em nhé. Chứ bây giờ anh em mà đến đây phải báo trước mình, nói chung là để mà cái con xe mà anh em mua về liền thì thực sự ra bãi trong cái thời điểm này là không có. Nên là những cái con xe mà vừa rồi mình đã tập trung dọn xe cọc rồi xe đã anh em đã mua bán trước rồi mình sửa chữa. Nên là cái con xe của mình nó hiện tại còn ở bãi là mới về là mình lui lại nữa khoảng một vài ba ngày. Yeah. Khi anh em chốt xong ấy, thì cho mình cỡ khoảng từ 2 đến 3 ngày. Con nào mới bây giờ làm lâu nhau lắm thì khoảng 5 ngày thì mới giao xe cho anh em được. Mình phải kiểm tra rồi hệ thống trơn tru toàn bộ hệ thống thắng lái gầm bệ điều hòa rồi là đèn điện đóm các thứ là điện đài các thứ là phải đầy đủ giao xe cho anh em là phải ok. Còn ví dụ là đôi khi là kính bấm điện nó lên chậm lên yếu thì anh em cũng thông cảm. Hoặc là cái công tơ mét, mình nói luôn là cái công tơ mét hoặc cái kim xăng thì bây giờ cái công tơ mét thì mình đi theo cả cái màn hình rồi nó có hết rồi báo tốc độ phạt nguội anh em cũng sử dụng cái đó ok. Còn ví dụ là mày về mà cái đó mà nó bị hư hay là đó thì anh em cũng một là anh em sửa tại bãi thì hỗ trợ giá cho lúc mình, hai nữa là mình anh em về tự sửa nhá. Đó thì mình thực sự là mình không quan tâm về vấn đề đó lắm. Mình chủ yếu là máy thắng số điều hòa
điện, nói chung là cái gì nhỉ, mà những năm cái điều quan trọng cái, nhất của xe chính thôi, còn đôi khi ba cái phần lẻ lẻ đó thì anh em cũng thông cảm cho bên mình nhá. Dạ. Rồi. Thì hôm nay anh em mình có nhiều xe thôi. Ok anh, coi như là anh chủ anh cũng đã giải thích rồi, anh tư vấn rất là rõ ràng cho anh chị anh em mình rồi. Nhưng mà chắc chắn em nghĩ rằng khi anh chị các bạn mua xe sẽ còn quan tâm nhiều hơn nữa, thì không còn cách nào khác mà cứ liên hệ về cửa hàng bằng cái số điện thoại bên góc trái màn hình để anh chủ có thể giải đáp và tư vấn rõ ràng hơn cho khách hàng đó nha. Rồi thì chắc là cũng cảm ơn anh chị anh em rất là nhiều nha. Anh em xin chào mọi người.